người hiền làm thiện. Từ vui đến vui, từ sáng vào sáng. Người xấu làm ác. Từ khổ đến khổ, từ tối đến tối. Không ai ngoài Phật biết rõ lẽ này. Đây là Phật dạy. Ví dụ như mình có đạo đức, mình hiền thì mình làm thiện thì từ vui nó đi đến vui Rõ ràng 100% khi vị làm thiện ấy, Cái tâm vị hướng thiện Vì không có hại ai là từ vui đến vui Việc này là khi vị cái thiện tâm là vị sẽ hiểu liền à. Từ vui đến vui Mà từ sáng đi vào sáng Nên mình mỗi ngày nghe Pháp niệm Phật Thì nó từ vui nó đi đến vui Nhớ kỹ nghe vị và từ sáng nó đi đến sáng Còn người xấu thì họ làm ác Từ khổ đến khổ Từ tối đến tối Không ai ngoài Phật biết rõ lẽ này Nghĩa là người xấu thì làm ác Thì từ Tối nó đi vào tối luôn Nên những người mà Làm những việc xấu ác là Đáng thương cho họ Còn mình rất là Mai Phước Mình gặp Phật Pháp vị. Nên cái chương kinh này Đức Phật nêu lên rất là hay Chương kinh vô lượng thọ mà chương kinh mà Cuộc đời nhơ nhút nhiều thứ khổ đau đức phật nêu cuộc đời nhớ nhút nhiều thứ khổ đau phật bảo di lặc các ông có thể ở cõi nước này tâm ý đoan chánh không làm điều ác công đức thật lớn vì sao như thế vì các cõi nước của phật mười phương việc thiện thì nhiều việc ác thì ít chúng sanh dễ bảo còn thế giới này có năm điều ác rất là thống khổ có nghĩa là di lặc là đại bồ tát đại diện cho chúng sanh ở cõi diêm phù đề mà đức phật ngài nói rằng là ở cái cõi này mà tâm ý đoan chánh không làm việc ác công đức thật lớn vì sao vì ở cõi phật khác việc thiện thì nhiều việc ác thì ít còn ở cõi này việc ác thì nhiều mà việc thiện thì ít Vậy mà ông ở trong cái khỏi này Mà ông làm thiện, làm tốt Thì công đức thật lớn Cái công đức lớn là ngay cái chỗ Quý vị Khó mà làm được Vì khó mà làm được Thí dụ như ba 000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm đến này Chiến này Tuy là khó nhưng vị quyết tâm làm được Nhớ nghe Tuy khó nhưng quyết tâm làm được Rồi ban tổ chức trong chùa phục vụ Cũng cực kỳ khó nhưng bị quyết tâm là làm được Chị nghe lời Phật dạy rõ ràng Ở cái cõi này Bởi vì làm hiền làm thiện là công đức thật là lớn Tại vì những cõi Phật khác Thì việc thiện thì nhiều việc ác thì ít Còn việc ở cái cõi này Việc ác thì nhiều mà việc thiện thì ít như vậy mà vị dẫn hướng thiện tu nhân tích đức làm thiện Khó làm mà chân thật làm thì công đức thật là lớn nhớ kỹ nha nên mỗi một phật tử cái chiến này mà mình đi lại quan âm là cái tâm giống như nó vui sướng nó háo hức vui sướng Khoát tâm mạnh mẽ quyết chí mà làm cho bằng được hà nội mà có những phái đò mà cái trăm người đến xe cộ đặt không tưởng tượng được nhưng đức nghĩ rằng một chiến tổ chức lễ chùa mình thôi sân bay bán vé cũng thôi cũng quá trời luôn rồi xe cộ người ta đặt nó đi cũng quá trời luôn giết rồi Duyên của chùa mình đây sân bay đồ biết chứ biết cái sự kiện gì nữa mà người ta đi giữ chặt từ miền ngoài từ hà nội rồi mà đi trăm người trăm người đi máy bay chắc mình giống thêm mà hết chiếc xe chiếc máy bay luôn Xe cộ thì đặc quá trời luôn bị coi. Cái tâm háo hức, cái tâm mà quyết chí. Cái tâm đó đó bị công đức đặc lớn. Ở cõi này rất là nhiều người làm ác nhưng quý vị là hướng thiện. Nên người hiền làm thiện từ sáng vào sáng, còn người ác làm ác từ tối vào tối, vị coi. Ví dụ như tâm vị thiện thì vị thấy ta làm việc thiện vì hướng theo thiện. Còn tâm quý vị ác thì vị gặp ta làm việc thiện bị trở ngại. Thì từ tối đi vào tối mà tâm mình làm cho mình bất an <laughs> Khi mình nghĩ ác là mát Cái tâm mình nó bất an lắm quý vị Cái tâm nó rất là bất an Nên mình mỗi ngày mình mừng Mình nhớ Phật niệm Phật cầu sanh cực lạc là đại thiện siêng năng nhớ Phật niệm Phật Đi đứng nằm ngồi Ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật Cứ niệm Phật Sáng nhà Đức làm một đoạn ký sự Mấy cô trong à, biết Cũng là sự động viên họ. Và nhiều người trẻ nhìn. Oh, quá nhiều người trẻ phục vụ chúng sanh. Họ nấu ăn. Họ làm việc. Họ phục vụ cho bao nhiêu con người đi tu. Cuộc đời họ. Từ sáng đi vào sáng. Công đức thật là lớn. Còn ban bệ. Tất cả các ban bệ làm việc. Phục vụ. Bưng bê dọn dẹp cực lực nhiệt liệt hết mình rửa chén rồi giặt mùng mềm làm đủ chuyện hết trong chùa và dép lao dọn dọn dẹp gọn ghẽ xung quanh chùa chiền dọn dẹp sạch sẽ rửa nhà vệ sinh quá trời nhiều việc luôn mỗi ban bệ đều cực lực nhiệt tình hết mình gọi là từ sáng đi vào sáng người hiền làm thiện quý vị từ sáng đi vào sáng tâm họ thường vui vẻ còn người ác làm ác Từ tối đi vào tối Thật là đáng thương Đáng thương cho hỏi vị ơi Nên á Mình mỗi ngày nghe Pháp Tu hành là cái gì Mừng lắm Ở cõi này mà mình làm được điều này mừng lắm quý vị Quý vị nghe một câu rất hay nè Thế nào là đầy và vơ Việc tích thiện cũng như lưu trữ vật dụng Nếu chăm chỉ các giữ ác sẽ đầy kho còn biến nhát không chịu tích lại thì vơ chứ không đầy chuyện làm thiện được đầy hay vơ là do chính mỗi người làm người xưa vẫn khuyên mình việc tích thiện cũng như lưu trữ vật dụng nếu chăm chỉ cắt giữ ắt sẽ đầy kho đại lão hòa à, thượng chí tịnh ngày còn tại thế cũng dạy niệm phật cái vị cũng như mót vậy đó cứ xiên đi làm việc thiện cũng như siêng làm đi thấy ta làm việc thiện ý nghĩ thiện tùy hỷ làm được nhiệt tình cùng chúng ta làm gọi là siêng năng thì tích chữ đầy khó những đức mỗi giờ mỗi cách những đức không bao giờ bỏ phế những đức rảnh những đức phải làm một cái gì đó là thiện tu duyên tu phước à bây giờ ở nhà đức thấy phương tiện nó quá hay cái chiếc điện thoại chỉ cần quay cái gì trực tiếp thôi là tự nhiên mình hướng thiện mình đưa lên cho người ta coi mình dùng chiếc điện thoại trực tiếp mình quay cái gì thiện mình đưa lên người ta thì bao nhiêu con người người ta gặp những việc gì đó ngoài đời đủ thứ chuyện ta quay ta cũng đưa lên còn minh thì cái gì thiện cái gì tốt mình đưa lên đi hướng thiện duyên thiện quý việc duyên thiện nhớ nha duyên thiện mỗi ngày tu phước tu duyên làm thiện siêng năng thì tích góp đầy à. còn lười biếng thì không có gì vơ là không có đó vị mình mà siêng năng thì tích đầy lười biếng thì không có lễ lọc gì mà còn người ta về chùa là cơ hội cho mình mà siêng năng tu phước duyên cực lực tu phước duyên nhiệt tình hết mình vừa tu phước tu duyên làm việc mà cái miệng cứ cứ niệm Phật Mình cứ niệm Phật đi Làm việc gì mà mình cứ niệm Phật Làm việc phục vụ chúng sanh là tu phước Niệm Phật là tu huệ Người hiền làm thiện từ sáng đi vào sáng Nhiều người mình mới nhận thức việc này Để mình nhiệt liệt hết mình từ sáng đi vào sáng Tội nghiệp cho những con người Có khi người ta làm việc thiện Người ta làm những việc thiện này kia mà không biết tùy hỷ đó. Họ đâu có biết cầu pháp đâu biết từ hỷ nào là trở ngại nào là châm chích nào nói này nói kia không biết tiền hỷ không biết tùy hỷ cũng như coi thấy mấy chú lễ lộng sắp tới mà ổng mà móc cống rồi cho sạch sẽ gọn ghẽ cho quý vị lễ về mà chúng ta đưa vào phải ra nó phải thông suốt Chứ nếu không mà ngạt cốc đây, nó, nó tràn tùm lum Mà mấy chú ông, ông Móc cống rồi ông dọn rồi ông Thông đường cống đồ Mà phân bị ngạt cống móc Nên cái tâm này mình làm Nhiệt tình vì mọi người Tu cái phước duyên công đức rất lớn Nhiệt tình vì người Chứ không phải làm việc việc đó là mình chứng tỏ cho ai biết gì đâu mà nhiệt tình vì người. Mà người ta biết mà nhiều người tâm tùy hỷ cũng đặc biệt. Vì phải nhớ rằng nè. Đa vần chúng ta cõi này tu phước duyên là dương thiện. Dương thiện là nhiều. Nhưng cái dương thiện mình đã hiểu rồi. Thì bản thân của mình đừng bao giờ cái việc mà kiêu ngạo ngã mạn thì là âm đức. Nên cái cõi này đa vần là mình bây giờ là làm thiện là dương thiện. Còn ngày xưa vị là người ta âm đức Vì người ta làm không cần ai biết luôn mà ta vẫn nhiệt tình làm Còn căn tính mình bây giờ làm có ta biết người ta cũng mình cũng vui Rồi mình nhiệt liệt mình làm Khi mình làm việc gì mà người trên biết được Mình cũng nhiệt tình mình siêng năng mình vui mình làm lắm Đó là dương thiện vị còn làm mà không ai ngó ngàng còn bị gầy la quở trách buồn không muốn làm còn người xưa Người ta ai gỡ trách gậy Người ta làm thiện người ta cứ làm cho tốt rồi là ấm đức Nên mình bây giờ là đa phần là dương thiện đấy vị Mà mình hiểu được nguyên lý này rồi Thì mình nhiệt liệt hết mình vì người Khen chê mặc kệ người ta Mình cứ làm việc thiện việc tốt Thì từ dương thiện nó cũng thành ấm đức Nên cái cõi này Mà vị hiểu nguyên lý của dương thiện Để thành ấm đức Thì độ xanh cực kỳ rộng vì cái mạng internet bây giờ nó mở rộng rất là nhiều cái thiện quý vị Cho nhiều người được nghe, được thấy, được biết Để con người người ta được gieo cái duyên thiện Nhưng mà duyên bản thân cái việc được khen hay là bị chê Mặc kệ bị cứ làm thiện Đây gọi là thật sự âm đức Còn nếu như mình làm thiện mà chỉ cần ai chê ai nói nghe thôi là mình chán mình không làm Thì đây là mình làm cầu danh cầu lợi Chứ không phải là chăng thật làm việc niệm niệm gì chúng sanh Việc này quý phải nhớ Nghe nè thế nào là âm thiện dương thiện phàm làm việc thiện mà mọi người đều hay biết được thì gọi là dương thiện hành thiện mà không một ai biết là âm đức thì tự nhiên sẽ được cảm ứng quả bao nên cái tâm làm thiện mà mình nhiệt tình hết mình làm niệm niệm nghĩ gì người thôi dù là mình có bao nhiêu con người biết mình có niệm niệm nghĩ gì người đi là âm thiện nhớ nghe là âm thiện tại vì cái xã hội bây giờ mình làm gì là có mạng truyền thông phát triển còn những người mình làm mà không ai biết cái dân việc thiện thì mình cũng nhiệt tình mình làm Cái vị làm gì là âm thiện luôn rồi đó còn bây giờ đa phần là dương thiện dương thiện mà đừng chấp thành âm thiện niệm niệm lợi ích cho người chỉ nghĩ gì thôi là chắc chắn âm thiện âm đức đó vị <laughs> nhớ kỹ nhưng mà trong cái cõi này nè vị khi mình dương thiện thì nhiều người biết, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người tán thác Thì cái nghiệp quả cũng theo đó mà nó trở ngại Nên cái người càng có danh, có tiếng chừng nào Có lợi ích nhiều chừng nào Thì càng bị nhiều người chăm thọt, nhiều người hiềm khích Nhiều người muốn hại đó Là cái dương thiện là gì đó quý vị Rất nhiều người sẽ muốn hại mình Nhưng mà mình cứ vì người ta mà mình chăn thật mình làm Ai hại mình mặc kệ còn duyên còn phước nhiệt tình làm hết duyên hết phước thì nghĩ cái tâm như vậy thì tâm bình khí hòa Vẫn là âm thiện Bây giờ mình làm việc thiện Mà có danh, có lợi, có tiếng tâm Nhiều người sẽ đố kỵ ghét Hoặc người ta sẽ tìm cách Nói này, nói kia, nói nọ Nhưng quý vị cứ duy trì cái việc thiện này chăng thật mà làm đi Nó vẫn là âm thiện Nhớ kỵ, vì nghe tiếp tục nè Dương thiện được hưởng danh tiếng Ở đời đó, dương thiện nè, được hưởng danh tiếng ở đời rõ ràng luôn rất là nhiều người tiếng tâm mình làm đa bằng là dương thiện như bản thân những đức làm nhiều cái cũng dương thiện là được danh tiếng ở đời từ một người ở ngoài đời không có gì mà vô chùa tôi bây giờ tiếng tâm quá trời nhiều người biết đấy đó là dương thiện nên có được danh tiếng ở đời đã có danh tiếng tức là đã được phúc báo rồi nghĩa là việc thiện thì mình làm mà nhiều người biết người ta khen người ta tán thán mình là mình đã được phúc báo rồi phúc báo ở đời là được ta khen là cũng hưởng cái phúc báo rồi đó nhưng mà vị cũng không chấp vào chỗ người ta khen thì cũng là âm thiệt còn nếu như người ta khen mình mà mình thích vô cùng rất thích mà đa phần là mình thích nhưng mà mình phải được nghe gì để mình cảnh tỉnh mình mình thích nhưng mà mình không dính mắt mình cứ làm việc thiệt rồi mai mốt mình thích chê mình không buồn phiền Vẫn là âm thiệt nhớ cái vị căn tính mình làm gì là được Chứ mà kêu như người xưa luôn Mình làm được Xưa nay những người có danh có tiếng Thường bị tạo hóa ganh ghét đố kỵ Thấy rõ ràng chưa Đó, Người mà có danh có tiếng thì thường bị tạo hóa Mọi người ganh ghét và đố kỵ Giống nói câu châu bụ ghét châu ác Đó Nên quý vị làm việc thiện trong cái cuộc đời này Quý vị phải kiên nhẫn lắm Phải càng nghe gì nè Để gầy dựng Ví dụ như giờ những đức lễ của tác quán em chứ có nhiều người người ta cũng nghĩ làm gì làm cái việc cho nhiều người nhìn ngó nó nhiều người người ta không làm mà người ta nói gì quý vị bản thân chúng ta dương thiệt nhiều người cùng về đây làm mình cứ chăng thật mình làm cái việc của mình cho tốt đi đừng có bao giờ mà du luận một hay câu làm cho mình thối chí đây là mình thua rồi nên gọi là phát tâm bồ đề kiên cố tâm việc làm thiện mình phải hiểu nên mình phải cần nghe giảng pháp mình nghe giảng pháp rồi con người mình mới phấn chắn lên mình mới cố gắng được. Nên khi người ta khen mình Ai Di Đà Phật, khi người ta chê mình Ai Di Đà Phật, nghe không? Cái câu ai Di nó áp dụng rất là hay. Khi người ta khen mình Ai Di Đà Phật. Rồi xong mình phớt ngang cái, rồi bên đây qua bên đây, cho qua đi. Người ta chê mình Ai Di Đà Phật, nó nói mình ai Di Đà Phật, bên đây cho qua đây thì cho qua. Nên rồi tội nghiệp cho cái người Người ác làm ác từ tối đi vào tối Tội nghiệp cho họ Nên những đứa nói với quý vị nghe một cái tổ chức nào Hay là một cái quy trình nào Hay một cái trang mạng nào quý vị Mà đi chăm chích nói xấu người lại bị sẽ quy tụ tất cả những con người đến với quý vị Quý vị để ý đi Nó thành một mảng tư tưởng À đúng rồi đúng rồi đúng rồi Đúng rồi đúng rồi Quý vị mà chăm chích người ta Quý vị nói xấu người ta Có rất nhiều người Nó xấu đi vào À đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi cái thời những đức mà nói chuyện Phật pháp mà nói mà mà giữ dằn đồ này kia đồ nói tuy nói sự thật nhưng mà nói cái này người kia quá trời luôn thì nhiều người cũng ừ, thời gian dữ dằn đặc biệt nhưng quý vị biết rằng nếu chúng ta lâu dài gì thì trở thành một hành động thô tâm dù giống như mình nói thật đó nhưng mà cái tâm địa của mình nó lại đi chăm chích đi nói người ta nó tội lỗi nó dặn là có ấy. à, nhớ kỹ cái đặc biệt nhất là cái miệng niệm ai vậy là phật, cái miệng niệm ai vậy là phật, và mình hướng thiện, mình hướng ta thiện, nó, mình có duyên nói được còn khác mình nói thiện nói tốt, khuyên người ta như vậy thôi, đừng có chăm chích người khác, nó, nên mới nó nói là người hiền làm thiện từ xác đi vào xác, nó càng ra ánh sát giống như đức là càng đi tu những đức càng bước ra ánh sáng, càng hướng thiện, và nhiều người muốn hướng thiện đi cùng với những đứa quá trời đông luôn như chiến lễ của tá Quán Thế Anh thế này ba ngàn lại khắp nơi nơi quy tụ về không tưởng tượng được đâu nó người hiện làm thiện từ sáng đi vào sáng nó quy tụ bao nhiêu của người thiện để hướng ánh sáng còn nếu như bị hướng ác chăm chích người hại người nói này nói kia người ta thì bị cũng có một lực lượng của người rất đông cùng với vị tố nào theo tố nấy nên chúng ta nên chọn đi vị nên chọn nhớ nghe nó nên mình làm thiện mà dương thiện thì ta được Danh tiếng ở thế gian hưởng rồi Có tiếng thường bị tạo quá ganh ghét đố kỵ không Vì thế những người có danh tiếng lưng lẫy mà thực sự Không có nhiều công đức xứng đáng Với danh tiếng đó thường gặp phải nhiều tai họa Bất kỳ xảy ra Rất là hay Tuy mình có tiếng tâm thật là lớn Nhưng mà mình chưa đủ cái âm đức dày thì thường tạo hóa ganh tị và tai nạn đến với mình bất chợt đến với mình rất nhiều vậy thì muốn cái công đức này nó đầy đặn thì làm sao khi mình gặp những tai họa tai nạn xảy đến mình tiếp tục duy trì cái tâm tu cứ niệm phật cứ niệm phật là nghiệp tiêu phước tăng liền từ phạm phu cho tới phật bồ tát chư tổ sư đều là gì tu hành trong sự trở ngại bị đố kỵ bị ganh tị và bị hại mà các ngài từ đó thoát ra mà trở thành bậc chân tu phàm phu bào mòn nghiệp chướng giùm cho mình họ mỗi ngày chăm chích nói mình này kia đồ dù mình làm việc thiện gì người nhưng họ chăm chích họ nói mình này kia đồ là họ đang bào mòn cái nghiệp giùm cho mình thật sự mà nói với vị làm phật vì sẽ thương họ vì sẽ lợi độ họ giống như cái câu chuyện của đức thích ca mâu ni một tiền thăng mà ngài là một vị tu hành trong một rừng sâu tu hành nhắn nhục ba la mặt có một vị vua rất là hung bạo tàn ác là vua ca lợ một lần nọ thấy một vị tu hành ngồi đó nhà vua là hỏi ông ngồi đây làm gì là tu hành ông tu như thế nào tu hành nhẫn nhục ba la mặt nhà vua nghe như vậy thì rút kiếm ra để tôi thử cái sự nhẫn nhục của ông như thế nào thì cầm kiếm chặt tay chặt chân lột da xẻo thịt cái vị tu hành nhẫn nhục này là đức thích ca mâu ni ngài phát lời nguyện rằng tu hành tôi tu hành nhẫn nhục ba la mật mà nhờ có ông để giúp cho tôi hành được hạnh nhẫn nhục ba la mật viên mãn khi tôi thành phật là người độ đầu tiên là ông vì nhờ ông giúp tôi khi mà đức phật thích ca mâu ni ngài Thành Phật rồi thì Ngài quán cơ lời hứa của mình Bây giờ thành Phật rồi Ngài đến giường nay Ngài độ năm anh em Kiều Trần Như Thì người chứng quả đầu tiên là Kiều Trần Như Vì Kiều Trần Như là vua ca lợi của đời trước Rất rõ ràng Nên mình bây giờ tu hành mà những người đố kỵ ganh ghét đố nói xấu Chù dập mình nếu như mà mình nghe được những điều này mà mình làm được, mình hành trì được Thì nhờ họ bào mòn nghiệp chướng dùm cho mình để thành Phật Nên cô giáo Lưu Tố Văn Cô có một người chồng điên cô biết tu Thì cô nhẫn nại cô chịu đựng hết Uống thuốc Thử thuốc cho chồng điên Bác sĩ nói rằng con uống thuốc như vậy rất tác hại Cô nói rằng chồng con có bệnh rất lạ kỳ Trước khi mà con chưa thử thuốc thì anh không uống Nên con gì anh con phải thử thuốc Cô niệm Phật đồ cô chịu khó chịu khổ bệnh đau Cô niệm Phật cô vượt qua hết Đến sau này người chồng hết điên Cô nghe Pháp thì chồng cô bắt đá banh Cô nghe Pháp thì chồng của cô, cô phiên kiếm hiệp Ngược lại Cô nghe Pháp thì ổng la lối um sùm Nói chuyện giỡn cười la lối Thì ổng làm như vậy Bà ở đó bà bực bội bà bước ra bà nói Tại sao ông thử thách tôi cả đời Ông cứ thử thách quậy ông. Ông nhìn bà ông nói một câu Bà học tiểu học thì có đề của tiểu học Bà học trung học thì có đề của trung học Bà học đại học ra trường thì có đề của đại học ra trường Vì bà muốn làm Phật Thì đề của làm Phật Cái đề này phải lớn hơn Thì bà nói Ủa bộ ông khảo đảo tôi để làm Phật đó hả à? Ông nói đúng Tôi khảo đảo bà để làm Phật Vậy thì tất cả những người mà đố kỵ Ganh ghét người hiền người thiện Quý vị biết rằng Họ không có hiểu được cái này là cái khảo đảo Người ta làm Phật đó vì Họ năng năng người ta lên đâu Nhưng mà Vô tình họ đang năng người ta lên Nếu như quý vị kiên trì mà tu được thì Họ đang năng quý vị Đi đến một cảnh giới giải thoát luôn Giống như cái câu chuyện của tầng cối và nhạc phi Quý vị coi nếu không có tầng cối mà hại nhạc phi như vậy Thì làm gì nhạc phi bây giờ nổi tiếng như vậy Nhạc phi là một vị trung quân ái quốc Tầng cối là một gian thần Câu chuyện bên Trung Hoa Thì tăng cối lại đố kỵ Vì danh lợi mà hại Nhạc Phi Hại Nhạc Phi chết Thê thảm vô cùng Thì cuối cùng bây giờ tăng cối cũng được cái gì đâu Mà mang tiếng sống muôn đời Nhạc Phi thì tiếng tâm lừng lại Người dân ca tụng thương y quý mến Cắt lên những cái đền để thờ Nhạc Phi Người ta đi qua Tây Hồ, Trung Hoa để mà du lịch Thì người ta đều đến Cái nơi thờ cúng Nhạc Phi lễ lại Còn phía trước đó thì Làm những pho tượng của vợ chồng tầng gói Người ta đi ngang Khạc nhổ, chỉ trỏ Làm điều xấu, điều ác Từ tối đi vào tối thấy rõ ràng không? Con cháu từng đời Phải tuổi hổ Nên quý vị thấy Mình làm điều xấu từ tối đi vào tối Vô cùng ngu si thấy chưa Ta làm việc thiện dù có bị hại Mình nghe những điều này khi mình làm việc thiện Mình có bị hại mình cũng cứ làm thiện đi Cái tâm thiện làm đó quý vị không có sợ chết Ai hại vì cũng không sợ luôn Tại vì làm việc thiện niệm niệm gì người Nhá. Yeah. Tuy là nhạc phi mắc đi Mà từng đơ từng đơ từng đơ Người ta đều tán tháng cung kính lễ lại nhạc phi Còn từng thằng cối thì Qua bao nhiêu trăm năm nay Mà tượng của thằng cối xây là bao nhiêu lần Chỉ bị người ta luyện đá chửi mắng khạc nhổ đập phá mà tượng của tàng cối và những gian thần mà cùng với tàng cối hại nhạc phi thì bị đập bể quá trời luôn vị cha lịch sử bị coi có không mình coi lịch sử đi gọi người mình cũng sáng suốt nữa quý vị nên những người mà có học thức có địa vị mình mà không hướng thiện thì đúng là mình từ tối đi vào tối dạy thì gặp một tổ chức làm việc thiện việc tốt dù mình không làm được nhưng chắp tay một câu ai với đạo phật tùy hỷ cái tâm này là từ sáng đi vào sáng Còn nếu như gặp ta làm thiện làm tốt Mà đi chăm chích đi đố kỵ thì thua rồi Từ tối đi vào tối Cuối cùng cuộc đời ai cũng chết Nhưng mà mình đi đọa lạc Bị người đời kêu riêu mình Nên việc thiện việc tốt chăng thật mà làm Nên như đức nói lễ bí Bồ Tát quán thế âm này Đúng Là một cái đại pháp hội thù thắng Đại pháp hội thù thắng Nên chúng sanh tập trung về để tu tập Phải phát tâm cho cực kỳ lớn nhiệt liệt hết mình đây là cơ hội chúng ta đều tu phước tu duyên như chùa mình việc tu tu phước tu duyên là quá tuyệt vời vì những đức đã xác định chúng sanh khắp nơi nơi cúng dường là nhiệt liệt hết lòng làm gì người ta chưa gì hết bây giờ như đức đã chuẩn bị chương trình khiếm thị chương trình khiếm thị sẽ ngay ngày 12 tháng 10 2023 âm lịch nhằm ngày thứ sáu Nhớ ngày âm lịch nha quý vị 12 tháng 10 2023 âm lịch Nhằm ngày thứ sáu Bây giờ thì cũng khoảng Gần tháng nữa Là chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị Nên nhiều người chiến này về Lễ bí Bồ Tát Quán Thế Âm Có những vị trí thùng như Đức để Chương trình khiếm thị Nhất là cái chăn cái chỗ mấy cô mà phát triển máy đó có cái thùng đó thế vậy muốn phụ như đức làm trình kiếm thị thì cứ bỏ vào đó yeah. hôm qua nhà đức gặp người huynh đệ kể nhà đức nghe một câu chuyện mà thầy người huynh đệ đã kể người huynh đệ đã kể cho nhà đức nghe những đức kể để cho vị nghe nên cái việc thiện là phải cần truyền tay gì đấy vị thời đức phật còn tại thế có một vị trưởng giả này ông phát tâm 3 tháng an cư kiết hạ ông nhiệt liệt hết mình ông cúng dường cho chư tăng Thời đức phật còn thể thế hộ trì cho cái người tu hành đắc đạo nè vậy biết rằng là rất là đông người an cư kiết hạ ông đãi đồ ăn ông cúng dường quá trời luôn đến cái mức mà tài sản của ông mà muốn sạch luôn quý vị vợ ông này nỉ ông nói thôi đừng có cúng nữa Bây giờ tài sản sắp sửa sạch sẽ rồi Để một chút tài sản để làm ăn để lo gia đình Ông cúng hết gia đình sao đây Vợ ông nói quá trời Ông không nghe Cuối cùng vợ ông đến bạc, Bạch cùng Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn Chồng con phát tâm 3 tháng an cư kiết hạ cúng dường Nhiệt tình hết mình cúng dường quá trời Bây giờ tài sản gia đình sắp hết Nếu mà cái đà này là sạch sẽ tài sản Khổ đau dữ lắm Xin Đức Thế Tôn Khuyên dạy cho chồng con Tạm ngưng đi rồi bà đến cùng với những bậc A-la-hán bà xin đệ tử Đức Phật khuyên chồng bà. Đức Phật khuyên ông bây giờ Đức Phật chứng minh cái tấm lòng của ông đã đầy đủ viên mãn rồi, ông ngưng đi. Rồi các vị đệ tử Phật cũng nói rằng thôi chấp nhận cái tấm lòng của ông. Được rồi, đừng làm nữa. Ông nói, ông đọc phát nguyện thì ông nhất định ông phải làm cho bằng được. Việc thiện, việc tốt, có duyên thì cố gắng mà không làm, chân thật mà làm. Nghĩa là Đức Phật vẫn là tùy thận người vợ khuyên vậy nhưng Đức Phật biết. Bà vợ đó khuyên vậy thì tùy thận vào việc của bà vợ khuyên thì khuyên ông chồng. Nên Phật Pháp vị thấy phương tiện nó hay không? Dù là Đức Phật biết nhưng Đức Phật vẫn khuyên. Thử coi cái người này phát tâm thiện chân thật hay không? Ông này vẫn duy trì cái tâm ban đầu. Ông nói rằng đã phát tâm làm thiện rồi Thì chăng thật ông làm tới cùng Không bao giờ sợ hết tiền Chăng thật mà làm Việc này quý vị phải nhớ Phải tin 100% Dù mình có khổ đau cỡ nào Mình cũng chăng thật mình làm Đã làm thiện Làm tốt thì vui vẻ mà làm chăng thật làm Nhớ cái bài học này nghe Thì vị biết rằng Ông vẫn chăng thật phát tâm làm Chấn động tới từng giờ vua chờ mà ngồi trên ghế mà rung đinh, luôn. cái tâm tu thiện của ông trắng động, mà cõi chờ phải đem của cải vật chất đem xuống, thì cái kho của ông của cải bị hao hụt gần hết. Khi mà cái tâm phát cực kỳ mạnh như vậy, quý vị biết, tự nhiên cái kho ông đầy kho trở lại luôn. Thì bị biết rằng cái tâm mà tu phước tu duyên mà phát tâm cực điểm mạnh mẽ gì Thì cái phước duyên của cuộc đời bị không thể nào xài hết Phật đã dạy 100% mình phải tin Càng tu phước thì càng có phước Càng tu duyên thì càng có duyên Bố thí cúng dường thì giàu sang Thí pháp thì thông minh trí tệ Đây là rõ ràng rồi Ăn chay phóng sanh là sức khỏe tu thọ kéo dài Gieo nhăn thì gặt quả chắc chắn luôn Vì thấy người ta đời này thiệt là giàu Là do từ bố thí mà ra vì thấy đời này người ta sức khỏe tu thọ kéo dài là do từ ăn chay phóng sanh mà ra. Quý vị thấy người ta thông minh trí tuệ là từ thí pháp mà ra. Còn mình ngược lại mình không được cái gì là do mình không gieo nhăn. Thì bây giờ mình nghe rồi mình chân thật cố gắng tu phước, tu duyên đi. Chùa mình lo cho bao nhiêu con người gì nhân duyên này là cơ hội chúng ta tu phước tu duyên thù thắng. Làm những việc niệm niệm gì người trong tài thí có pháp thí vô ý thí luôn, làm hết. Để biết quan âm đợt này tổ chức quý vị coi tài thí pháp thí vô ý thí là làm hết lo lắng là tài thí cuộc sống chứ vì tu thi pháp là pháp thí Không sanh cũng đi thực là vô ý thí phải không cực lực nhiệt tình hết mình làm luôn một chương trình kiếm thị gần năm sáu ngàn người tài thí pháp thí vô ý thí tặng tiền là tài thí thí pháp là pháp thí cho ăn sống họ vui vẻ thoải mái là vô ý thí Nói vậy thấy chùa mình toàn là ba cái thí đều viên mãn làm với người trong chùa cái nhiệt tình làm đi những gì như đức làm là ba cái thí viên mãn chúng ta chỉ cần chung tay làm là chúng ta đều đầy đủ viên mãn chung hãy chân thật phát tâm bằng tặng đáy lòng mình đi quý vị nó phật tử nghe gì rồi vì thấy cơ hội mình tu phước tu duyên gặp một mảnh đất phù sa đây là cơ hội nhiệt liệt hết mình những đức nói rằng đời như đức đã hiểu rồi nhiệt tình hết mình cố gắng nhiệt tình hết mình cố gắng để tu phước tu duyên nó nên mỗi một con người mình có cơ hội vì từ sáng đi thẳng vào sáng còn ai mà từ tối đi thẳng vào tối mà nghe gì thì khánh tính mình đi nó có người nên mang tâm tùy hỷ đi đứng nằm ngồi nhớ phật niệm phật đi dùng cái miệng niệm phật là hay nhất quý vị nhớ quý vị dùng cái miệng niệm phật đi nhớ phật niệm phật là đặc biệt nhất thù thắng nhất chùa mình chỉ có niệm phật thôi mà phát diễn đặc biệt gì đó niệm phật một câu phước sanh vô lượng lễ phật một lễ tội diệt hà sa nên chúng ta có cơ hội được tu phước tu duyên có cơ hội được sống cùng một ngôi chùa hà phật tử chúng ta có cơ hội cùng nghe pháp hạnh phúc quá quý vị ơi cố gắng lên quý vị cuộc đời đi qua mau quá Xanh không mang đến chết không mang đi tranh giành làm chi khổ càng thêm khổ cái gì của mình sẽ vào tay mình cái gì không phải của mình dù có lấy đi chăng nữa cũng mang họa không bao giờ giữ được nhé hãy chăng thật niệm phật đừng bù dặn người để trong tâm nhớ phật niệm phật tính nguyện kiên cố khi bỏ báo tháng này chúng ta đều hẹn gặp ở tây phương cực lạc chúc quý vị an lạc A với đạo phật Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tỉnh đồ